Ồ, bên đây nó lúng quá trời lúng rồi, hai chiếc luôn, đẩy luôn kìa các bạn ơi. Chiếc máy cắt thì hiện tại đang lúng rồi ha. Đất gì hết biết, nãy giờ mình thấy nó lúng mấy lần chỗ này. Mấy anh súng qua kiếm gom lót. Ờ, 3-4 người đẩy không nổi nữa kìa. Đuối rồi đó nha, cái máy cắt thì nó lúng rồi mà đi riêng một mình lên không nổi là đuối đó. Rồi hiện tại máy DC-70 với chiếc máy kéo bị lúng đây các bạn ơi, không lên nổi. Giờ anh sẽ qua nhờ chiếc máy kéo của cái đoàn máy cặp bên ha, và giải cứu các bạn, kéo lên tiếp hai máy này, kéo hai máy này đi riêng, không có kéo lên được. Mấy anh đang di chuyển qua nè. Kế bên cũng nhiệt tình nha, anh tài xế qua nhờ cái qua liền các bạn. Đây mấy anh đặt xích chặt đây chứ ơi. Nãy giờ mấy anh cố gắng đẩy, nãy giờ mà không lên nổi, mới qua nhà trước mấy cặp bên cắt chung cánh đồng nữa các bạn. Mấy anh đang bắt chích vô nha. Đây anh tài xế Nguyễn Trương nha các bạn, đi giải cứu chiếc đồng đội bộ máy Kubota cắt cặp bên này, bị lúng quá trời lên nổi, buộc xích như vậy, buộc cũng xích ruột này. Rồi bắt đầu kéo rồi các bạn. Chết mẹ. Tụt chết thì không. Bộ không chuyên nghiệp bây giờ. Nghe máy kéo nè, hồi còn phải kéo chứ máy kéo lên luôn. Hiện tại thì trời rất là nắng luôn các bạn ơi. Đây thu hoạch lúa dắt liền vụ này, vụ đông xuân lúng dữ này, đâu có năm nào như năm nay đâu, bị có 2 đám mưa rồi nó lúng dữ. Ừ, leo qua bộ.
xong luôn các bạn, chạy vô mấy kéo chở chuyến cuối vô đúng rồi. Bắt cái cọng dây xích vô thì mấy anh khởi động máy kéo nha các bạn. Rồi lên nè. Sáng giờ có không biết này một qua này á. Qua này đúng rồi. Qua này là... nó sập phải không? Nước sập không? Nước không? Được không? Nước kẹp rồi. Dạ. Nó bao nó đổ nó bỏ thủy. Bỏ chết. Dạ. Sáng giờ thấy bò nhẹt 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 như vậy. Không có cắt tay rồi suốt nữa. Dột xích rồi. Còn
kéo với mấy kéo lên dốc này.